Tăng Thanh Hà yêu thích món bún bình dân, dễ làm. Tăng Thanh Hà cho biết một trong những món ăn yêu thích của mình là bún đậu hũ nước tương, một món chay ngon dễ làm tại nhà. Không chỉ là bà nội trợ đảm đang, Tăng Thanh Hà còn rất chú trọng đến các vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe. Cựu diễn viên thường chế biến các món ăn từ nguyên liệu sạch, tốt cho cơ thể. Thi thoảng, cô kết hợp các món ăn chay trong khẩu phần ăn hàng ngày, vừa đổi món, lại nhẹ bụng. Hà Tăng cũng có một số địa chỉ quán ăn chay quen thuộc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, người đẹp tiết lộ món bún đậu hũ nước tương là món tủ của mình, thường nấu tại nhà. Người đẹp sử dụng loại bún gạo lứt có màu tím đặc trưng. Gạo lứt hay còn gọi là gạo tấm, gạo đồ, gạo lật, gạo rằng là loại gạo nguyên cám, chỉ loại bỏ lớp vỏ trấu bên ngoài, chưa sát lớp vỏ cám gạo. Đây là loại gạo rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là các sinh tố và nguyên tố vi lượng, chứa 3 thành phần, lớp cám, mầm gạo và nội nhũ. Gạo lứt được sử dụng làm nhiều món ăn, trong đó có cả bún gạo lứt, nhiều chất xơ, no lâu và phù hợp với những người có chế độ ăn lành mạnh. Bún gạo lứt mua sẵn ở dạng khô, khi mua về ngâm với nước lạnh khoảng 30 phút. Sau đó thả vào nước sôi luộc 1-2 phút và ngâm vào nước lạnh cho dai ngon. Hà Tăng lựa chọn các nguyên liệu trộn chủ yếu là rau củ như giá đỗ, dưa chuột, rau kinh giới, rau húng thái nhỏ. Topping gồm có lạc rang, đậu phộng và hành phi thơm bùi, beo béo. Lưu ý, đậu phộng không giã vụn mà chỉ bỏ vỏ và tách đôi. Ngoài ra, bát bún không thể thiếu nguyên liệu quan trọng nhất là đậu hũ chiên. Đậu hũ được ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút rồi để ráo, cắt miếng vừa ăn, sau đó đem chiên với dầu ăn. Bạn có thể để lửa vừa hoặc lửa hơi lớn để lớp bên ngoài vàng giòn, bên trong vẫn mềm béo, không bị già, bã. Sau khi chiên, để đậu lên giấy thấm bớt dầu. Phần nước trộn của món này rất đơn giản, chỉ gồm có nước tương, xì dầu. Theo khẩu vị người miền Nam, bạn có thể pha nước tương với một xíu đường, ớt tươi cắt nhỏ và lạc rang vào khuấy đều đến khi đường tan. Khi trình bày, Tăng Thanh Hà cho phần bún gạo lứt đã trần xuống dưới cùng, thêm giá đỗ, dưa chuột thái, rau sống, đậu hũ chiên, lạc rang, hành phi, mỡ hành, sau đó rưới nước trộn. Món ăn thanh mát, nhiều rau tươi, đậu phụ mềm béo, lạc rang bùi bùi, thơm mùi hành phi, quyện với nước sốt đậm đà, vừa miệng. Bún nước tương đậu hũ thích hợp cho những ngày hè nóng nực như ở Sài Gòn thời điểm này. Có thể làm món ăn sáng, ăn trưa đều hợp. Đây là món ăn có cách chế biến đơn giản, nguyên liệu rẻ, sẵn có trong các chợ và siêu thị. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.